mới ra cổng trường mua được gói mì tôm trẻ em này, bây giờ mình sẽ ăn luôn. Tự dưng dây dày bị tuột đấy nhỉ. Dây dày rồi ăn tiếp. Hả? Oh no. Sáng mua gói mì tôm để dành về mới ăn. Mì tôm mình đâu nhỉ? À! Đây là mì tôm của tớ nhá. Không phải của cậu đâu mà cậu nhặt. Nhặt á? Để nhặt thì sáng mình mua mà. Của tớ mày còn đưa đấy. À, của tớ mà. Đưa tớ. Úi dồi ôi, tự dưng nhặt được gói mì tôm ăn ngon thật đấy. Úi dồi ôi. Đúng mì tôm nhặt nó khác, ăn ngon hơn cả mì tôm mua. Mà có gì sai sai nhở? Cái gói mì tôm của mình mình bóc rồi, còn gói này còn nguyên, đã bị bóc đâu. Sai còn gì nữa, đây là gói mì tôm của tớ. Còn gói mì tôm ăn dở của cậu ở kia kìa. Cậu không ra lấy đi, anh đã ăn hết rồi. Rõ ràng đây mì tôm sáng mình mua mà. Anh Thái, sao anh lại lấy mì tôm của em? Oh no. Ai lấy mì tôm của em? Đây này, cái gói này là gói mì tôm của em mà. Gói mì tôm này. Trong lúc em bực dậy, anh nhân cơ hội để anh lấy gói mì tôm này của em ấy. Đâu, gói mì tôm này anh nhặt ngoài đường mà. Thì anh nhặt là nhặt của em đấy, còn gì nữa. Thế à? Bây giờ trả em đây. Ừ, đây anh trả. Rồi. Thì em bảo trả thì anh trả rồi đây, còn ý kiến gì nữa? Ơ nhưng mà mì tôm của em đâu? Anh ăn hết rồi. Oh, no. Em không biết đâu, anh phải mua mì tôm đền lại cho em đi. Thôi được rồi, đồ ăn vặt cổng trường thì anh không thiếu. Ờ thế bây giờ này đi, hay là anh sẽ tổ chức cuộc thi vẽ. Vẽ đồ ăn vặt cổng trường, nếu mà em vẽ được giống các đồ ăn vặt đó thì anh sẽ cho em đồ ăn vặt đó. Nhưng mà em thi với ai? Em thi với anh á? Thi với anh thì thi làm cái gì, anh làm trọng tài thôi, thi với thằng kia kìa. Đấy chưa, bảo mì tôm của tớ mà này. Ê thằng kia đứng lại, là anh bảo, là anh bảo nhanh. Đây là mì tôm của em nha. Là anh bảo này. Này. Hả? À? Này bây giờ anh có cuộc thi với em. Mấy đứa thích ăn đồ ăn vặt cổng trường đúng không? Vâng, anh... đồ ăn cổng trường ai chẳng thích. Anh nhiều đồ ăn vặt cổng trường lắm. Anh chỉ thiếu mỗi là có bạn chơi cùng thôi. Bây giờ mấy đứa sẽ thi vẽ với nhau đi. Nếu mà vẽ được, anh sẽ cho đồ ăn. Nhưng mà anh ơi, mày có mất cái gì đâu mà nhưng. Không dám chơi đúng không? Không dám chơi. Ơ giời. Tớ chưa khẳng định là tớ vẽ đẹp hơn cậu nhá. Ấy, em có vẽ đẹp hơn thằng này không? Vậy chơi luôn đi anh, để chứng minh rằng là ai vẽ đẹp hơn anh ạ. Ok. Rồi, chốt luôn, bây giờ đi vẽ thôi. Đi. Rồi, hai đứa sẵn sàng chưa? Rồi ạ. À. Rồi ạ. À. Món đầu tiên là gì hả anh? Rồng đỏ. Rồng đỏ. Ui dồi, này phải vẽ con rồng này. Ui cái này khó lắm ý. Tớ phải cố vẽ được để tớ uống. Rồi hai đứa cứ vẽ nhá. Cơ nào xong thì bảo anh. Anh chấm điểm. Vâng. Bây giờ mình vẽ đến đầu rồng. Ôi sao chai rồng đỏ bạn cuốn này bé như kia, nó phải tương ứng với lại cái hình mẫu chứ. À tớ bằng luôn cả cái loại rồng đỏ thật rồi nhá. Lâu mới bằng bằng to hơn. Ừ, mình vẽ đẹp hơn cả vật mẫu rồi. Ngoài kia con rồng nó không phun lửa, mình cho phun lửa cho nó ngầu hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tô rồng đỏ nha bạn. Mình cũng đã vẽ xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Hả, bọn cô đã tô màu á? Đúng rồi, tớ phải ăn nhanh thắng nhanh nhé. Đấy nha các bạn nha, cái lọ rồng đỏ của mình chỉ có dùng có hai màu thôi các bạn ạ. Anh Thái ơi, bọn em xong rồi, anh chấm điểm cho bọn em đi. Xong chưa cậu? Được chưa? Ui giời, chưa chứ, anh Thái chấm điểm em trước đi. Đâu, để anh xem nào. Ơ thế đây là chữ gì em? Chữ rồng đỏ anh ạ. À, rồng đỏ đây là chữ rồng đỏ à? Vâng. À ừ, ok ok. Đây chữ rồng đỏ, còn đây là chữ rồng đen. Rồng đỏ mà. Nước, dầu, hương, hương... tăng lực anh ạ. À tăng lực nhỉ? Ờ rồi. Thế đây là cái gì á? Ô anh rồng này, rồng phun lửa. Rồng rồng đây là rồng phun axit chứ còn phun lửa. Thế đây là cái gì em? Đây là cái gì? Đây là cái này anh ạ, em không biết đây là cái gì. À đây là cái áo. Cái áo à? Cái áo à? Ừ. Thế cái đàn đâu em? Cái đàn đâu? Cái đàn, có đàn thì quên ở nhà anh ạ. Ừ, cái nào đấy? Một điểm. Mà cố. Chưa chắc đâu nha, cậu được không điểm cơ. Anh chấm điểm hơi bị gắt đấy. Anh Thái chấm của em đi. Ờ đúng rồi, có nét tôi cả nét. Đây cái đàn đây rồi, cái đàn đây rồi, cái áo đây rồi.
nước tăng lực hương dâu. 7 điểm. 7 điểm, yeah. Vậy là đã có kết quả nha. Bây giờ đến lượt anh trao giải thưởng nha. Phần thưởng rồng đỏ thuộc về Hằng. Yeah. Ông hút đồ anh. Đây, của em đây. Anh ơi, anh chấm em có 1 điểm vậy mà chấm cho bạn Hằng tận 7 điểm. Cô nhìn lại cái bài của cậu đi. Cuốn này cậu có uống không? Tớ có. Tớ không cho đâu. Anh Thái ơi, vòng tiếp theo đi. Nào, cuộc thi tiếp theo của chúng ta là vẽ bánh tráng. Wow. Ôi, bánh tráng là cái món sở trường nhất của em ấy. Em thích ăn bánh tráng nhất. Em sẽ quyết tâm lấy bánh tráng để ăn. Tớ thích ăn hơn cậu nên tớ sẽ chắc chắn vé thắng cậu. Ngoài việc thích ăn ra ấy, thì bánh tráng là đồ ăn đắt tiền, chẳng mấy khi tớ có tiền tớ mua được. Hai người ta để vẽ em không rõ ràng. Mẹ rồi. Cái hộp. Cậu làm gì ấy? Tớ nhầm. Trời ơi, vé cơ mà. Cái món bánh tráng này anh Thái chuẩn bị ngon quá. Tớ muốn ăn luôn đấy. Làm gì có cái bánh tráng nó màu xanh lá cây hả Cún? Xanh lá cây đâu mà xanh lá cây, cậu bị nhầm à? Tớ màu vàng mà. Trời ơi, đấy mà là màu vàng. Wow. Anh Thái ơi, bọn em về xong rồi. Anh chấm điểm đi. Không lại bạn Cún nữa. Bạn ấy rớt nước dãi ra ướt hết cả cái bàn, ướt hết quần áo bây giờ ấy. Cậu là hơi lâu ấy nha. Tớ ơi, ướt mấy lần rồi đấy. Đây, của em đây. Đâu, để anh xem nào. Đâu, đấy nha, của anh ơi, của em là có thể mở được, đóng được nha. Đây là cái nắp ở trên này. Đấy, em đóng vào, em mở ra nó bị dính mazane ở trên này nè. Đấy, còn đây là... gọi là... cái này gọi là sáng tạo. Kim thêm mai cho này là màu gì? Đây là màu hồng. Màu hồng á? Dạ. Thế đây là màu gì? Đây là màu gì? Đây là màu hồng. Màu hồng á? Thế xoài đâu? Xoài đâu? Xoài đâu? Xoài thì quay. Thế đây là cái gì? Cái đấy á? Ừ. Cái đấy ở đây anh, đấy. À, đấy. Thế xoài màu gì em? Xoài màu vàng anh ạ. À, ừ, thế đây là màu gì? Màu vàng. Chỉ theo màu điểm nữa còn cái gì. À, thế đây là cái gì em? Đây cái gì? Mayonnaise. À, mayonnaise. Thế sao trên đây mayonnaise màu này, dưới đây màu này? Em có màu lẫn vào nhau. À, cái này gọi là sáng tạo. Thế trừ thêm 2 điểm đấy nhá, còn 6 điểm. 6 điểm này. À, thế sao cái hộp? Cái viền trong. À, thế trừ thêm 6 điểm nữa còn 0 điểm nhá. Ok. Anh à. Cộng thêm 2 điểm khuyến khích do là sáng tạo nhá. Oh. Đây là bằng 2 nhá. 2 điểm anh. Thế là bức tranh của bạn Cún trả được cái điểm gì ngoài cái điểm sáng tạo các bạn ạ? Cậu được cái gì không ông ơi? Tao không biết. Đây. Tiếp theo là của Hằng nào. Tại vì em thấy bánh tráng trộn nó nhiều màu nên em vẽ khá nhiều màu ấy, anh nhìn kỹ mà. Nào, để xuống bàn anh xem thử nào. Thế nắp đâu em? Nắp đâu? Nắp đây ạ. À? Nhưng mà cái giấy này ngắn quá em chưa kịp gấp vào. Đây em cũng có thể gấp được này. Cậu đừng bắt chiếc tớ. Không quay cốt bài người khác nhá, trừ 1 điểm. Cái này là cái gì đây? Màu xanh là cái gì đây? Rau răm anh. Rau răm đây, xoài đây, đúng rồi. Bỏ khô đây đúng không? Đúng, bỏ khô màu đỏ này. Đấy, còn cái này là đúng không? Đúng rồi, cái này là dài là mayonnaise, còn cái màu cam cam đấy là cái vỏ bánh tráng. À. Bài này anh chấm 8 điểm nhá. 8 điểm đấy. Trừ 2 điểm là do là không có nắp. Oh. Ok. Yeah. Ôi thế là bánh tráng này là của em à? Đúng rồi. Ôi Cún ơi. Cậu hít lần cuối này. Ui, trời ơi, rất là ngon luôn đấy các bạn ạ. Tuyệt vời. Thôi, em không chơi đâu. Em cứ ăn 2 vòng no. Không được, không được. Phải chơi chứ, em đang ăn cái gì đâu. Vòng thứ 3 đi anh ơi. Nào, món ăn tiếp theo của chúng ta là xúc xích heo cao bồi. Yeah, lần này mình lại phải ăn rồi. Cậu đừng có mơ, tớ. Xúc xích heo cao bồi thuộc về tớ. Tớ thích ăn xúc xích lắm, bây giờ tớ phải cố gắng vé được, không để thua nữa rồi. Cậu toàn nhanh ẩu đoạn thôi, vẽ thì nhanh thật đấy, nhưng mà vẽ chẳng đầy đủ chi tiết gì cả, toàn thiếu chi tiết thôi. Thank you.
anh chấm đi. Lần này chấm em trước. Ok, đâu xem bài của Hằng không hứa nào. Đưa anh xem nào. Heo cao bồi đúng không? Đây là anh soi thế này. Không có màu hồng nhạt à? Có, đây. Thế tại sao lại tô màu màu tím? Thì này chấm 7 điểm nhá. Do màu sắc nó che hết chữ bắt đầu. 7 điểm cơ. Chứ sao nữa, 7 điểm nó còn ít đấy. Anh chấm hỏi em đi, đây em là anh soi luôn đi. Anh chọn 10 điểm luôn đi. Thôi cái hình này là khuyến khích nha em. 7 điểm. Wow, yeah, thế là thế nào hoa. Thế là bằng nhau hả? Thế bây giờ do là bằng nhau điểm nên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là văn si. Văn si cũng được, lần này mình cố mình thắng. Hey, mình tớ thắng rồi nha. Đây, xúc xích heo cao bồi 3 cộng 1 sẽ là của em. Em xin, cuối cùng cũng thắng. Này, chấm cậu. Hơi thơm luôn nha. Tớ ăn no rồi, cậu bây giờ mới được ăn đi. Ngon quá không? Thôi mà ngon hả? Cho tớ một cây đi. Tớ dành cho tớ ăn. Anh Thái ơi, em nghĩ lại rồi, chơi tiếp đi anh. Chơi. Anh hết đồ ăn vặt cổng trường rồi. Thôi để video khác để anh mua tiếp để làm cho các em chơi nhỉ. Lần sau tớ sẽ cố vẽ đẹp để lấy hết đồ ăn, không cho cậu tí nào luôn. Bây giờ tớ về nhà tớ luyện tay luôn, bây giờ vẽ từ giờ đến còn nào anh Thái mua đồ mới thôi. Rồi các bạn cùng chờ đón video tiếp theo với trận chiến vẽ đồ ăn theo mẫu của mình và của Mede nhá. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.